Cửa hàng Minh Viễn Auto xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2022. Bên em tiếp tục cập bến cho các bác một dòng sản phẩm vang số, dòng vang huyền thoại X5. Thì hôm nay em về được tầm chục con thôi, nhưng mà nói thật bác thì hàng nói chung là đẹp xuất sắc cho các bác. Đấy. Đời này nó là đời phím mềm nha các bác nhá, đời phím mềm. Đấy. Đó là thuộc dòng đời đầu ấy. Đấy các bác nhá. Thằng này rất là chất rồi. Mà Vina X5 thì quá là ok rồi. Đấy. Nên là các bác chơi những dòng này không phải nghĩ. Chất âm thì quá hay và độ bền của nó thì thô rồi. Con này thì đặc điểm lô này của em về thì nói chung là nó chạy con Kiot, là Kiot vuông, Kiot to. Kiot vuông to như này thì những cái con X8 thì nó cũng hay thường chạy như thế này. Những con Kiot này các bác chạy rất là bền đấy. Kiot to, Kiot 4. Kiot này là Kiot vuông đấy, to đùng luôn các bác. Những con Kiot này nó rất là bền nha các bác nhá. Đấy. Thì các bác chơi rất ít khi là bị chết Kiot, những cái dòng Kiot tròn ấy. Kiot tròn thì nó mới hay bị chết, nhưng mà riêng cái dòng Kiot vuông như này các bác chơi thì yên tâm luôn. Đấy, không giờ sợ chết những con Kiot như này. Đấy. Kiot to phạc luôn. Đấy. Cả cái đường bích của nó vật vậy, đường bích cũng vậy, Kiot to là vậy nhá. Để các bác nhá. Các bác nhìn kìa. Đấy, nó khe này đấy. Kiot bích cũng vậy, to đúng luôn. Đấy. Dòng này thì quá là chất và xịn sò rồi. Đấy. Đấy các bác nhá. Đấy. Đây là thông số đằng sau đây. Đấy. Quá đẹp luôn. Con này thì nó 6 đường tín hiệu ra. Đấy, đường tín hiệu vào nó in 1 và in 2. Chạy chip 21375. Đấy. 21375, đấy. Nét căng luôn, nhìn coi nhá. Quá đẹp luôn. Dòng này là một dòng gọi là máy siêu bền. Đấy, siêu bền. Đấy. Siêu bền luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, con nào cũng tem mác đầy đủ nha các bác nhá. Tem mác đầy đủ luôn. Đấy. Rất là xịn sò luôn. Nói chung hàng này thì nói chung là hàng tuyển chọn này, em mua về thì thật sự các bác là rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp luôn. Đẹp từ trong ra ngoài luôn các bác nhá. Các dòng này các bác chơi thì nó là gọi là siêu bền rồi. Và chất âm của nó thì cũng khá là hay, ổn định. Đấy, nó ở mức tầm tiền trung. Mà dòng này thì anh thợ nào cũng có thể làm chủ được, cũng có thể chỉnh được. Đấy. Vì là rất là dễ chỉnh cái dòng vang X này, không kén thợ nhé các bác nhá. Đấy, và chất âm thì đã được rất là nhiều anh em ở trên thị trường đã gọi là dùng những cái dòng rồi. Đấy, thì các bác yên tâm là chất âm thì rất là hay nhé các bác nhá. Đấy. Thì dòng này số lượng đợt này về em cũng không có nhiều, nên là nói thật các bác, hàng đã tuyển chọn hàng đẹp cho các bác thì giá nó hơi cao một chút các bác nhá. Đấy, giá hơi cao một chút. Đấy, nhưng mà so với lại thị trường ở những anh em đây, ở đây tôi sẽ ghi là X5 đây. Con này sản xuất 2015 nha các bác nhá, 2015. Đấy, X5H made in 2015 ngày 6 tháng 9 2015. Dòng này thì các bác chơi thì không phải nghĩ rồi. Về độ bền của nó thì vô đối rồi. Nha các bác nhá. Đấy. Chất âm gọi là ok, hay. Đấy. Dễ chỉnh. Đấy thì dòng này thì em sẽ các bác nào đấy thì em sẽ set up sẵn cho các bác sẵn 5 chế độ. Đấy, 5 chế độ để các bác về các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy. Set up cho các bác 5 chế độ chuyên nghiệp. Đấy. Để các bác chơi. Thì cũng xin báo giá luôn cho các bác để các bác được biết, để các bác còn chuẩn bị. Thì riêng con này thì em đang bán với mức giá là 2.500.000 nha các bác nhá. 2.500.000. Đấy. Giá này thì trong tại thời điểm bây giờ thì nói chung là tìm được những cái dòng hàng đẹp con này thì thật sự các bác này nó cũng rất là ít và hiếm. Đấy. Và rất là những dòng này, những cái con mà có chạy con Kiot vuông to như này thì thật sự các bác này rất là ít và hiếm nha các bác nhá. Những con này các bác chạy rất là bền luôn. Rất là bền. Đấy. Máy của nó là siêu bền luôn. Đấy. Nên là không bao giờ sợ chết những con Kiot này. Bình thường hay lỗi, các bác hay dùng, nó hay lỗi cái con Kiot như này.
đấy, là phải sửa. Đấy là riêng cái loại này các bác dùng yên tâm, gọi là bản này của nó là bản gọi là cao cấp đấy, bản gọi là sửa lỗi của những dòng vàng X5 ở những con Kios. Đấy, giá 2,5 triệu nha các bác nhá, hàng bao đẹp tuyển chọn cho các bác, gọi là hàng quá là VIP luôn. Đấy, X5 Vina. Đấy, bác nào có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của em 0985 778338 và 0937 348386, em ở số 89 đường Vòng Hàn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Và cái video này em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Minh Nguyễn. Và các bác nào yêu quý kênh hãy để lại cho em một vài số này, nhớ đăng ký để tiện theo dõi những video, những cái mặt hàng mới nhất ở bên em cập nhật hàng ngày cho các bác. Thì bên em còn rất là nhiều những cái dòng mặt hàng để cho các bác được lựa chọn, như đẩy 3 kênh, 2 kênh, đấy, 4 kênh. Đấy, cái này thì em sẽ lên sóng sau để cho các bác. Rồi sau đây em cũng xin tạm dừng video tại đây. Và cũng xin chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ và mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.